Trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 56. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu. Thời gian ngày 18 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem đoạn nhỏ thứ tư. Vĩnh minh sở vị, thập nhân cửu tha lộ, âm cảnh hốt hiện tiền, miết nhĩ tùy tha khứ, thử thành khả hàng tâm giả. Tức là Đại sư Vĩnh Minh Duyên Thọ, Ngài là người của thời đại Nam Bắc Triều. Trong truyện ký có ghi chép Ngài là A-di-đà Phật, hóa thần tái lai. Ngài đến biểu diễn cho chúng ta xem. Vào thời đại đó, phong trào tu thiền rất thịnh hành, cho nên Ngài thị hiện trước tiên học thiền. Ngài tu thiền đại triệt đại ngộ. Sau khi thị hiện đại triệt đại ngộ rồi thì hồi quy tịnh độ, tức là tu tịnh. Cho nên vào lúc thời đại đó, Ngài đề xướng thiền tịnh song tu. Quý vị nhất định phải biết điều này. Đây là khế hợp căn cơ của người thời đó. Cho nên Ngài có làm tứ liệu giảng, dạy cho chúng ta pháp môn giảng dị mà thù thắng. Trong bài kệ này chỉ nói ra ba câu, phía trước còn có một câu hữu thiền vô tịnh độ, tức là có thiền không có tịnh độ. Thì 10 người tu hành, hết 9 người đi lầm đường. Tại vì sao? Vì lúc sắp mạng chung, âm cảnh hiện tiền, tức là lúc lâm chung. Nếu thiền không đắc lực, thật tại mà nói, làm sao thiền mới được đắc lực? Phải đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh mới được đắc lực. Không đạt đến triệt ngộ cũng có nghĩa là chưa đạt đến phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, vẫn còn theo nghiệp lực đi luân hồi. Cũng tức là nói, bạn tu thiền được thiền định nhưng chưa khai ngộ, không dễ gì được thiền định. Tùy theo công phu thiền định của bạn sâu hay cạn, thì bạn đi đến nơi đó thọ sanh, hoặc sanh đến tứ thiền thiên. Nếu công phu lực càng sâu thì sanh đến tứ không thiên, nhưng không ra khỏi lục đạo luân hồi. Vẫn còn đi theo nghiệp lực lưu chuyển. Khi bạn sanh đến tứ thiền tứ không thiên, sau khi thọ mạng đã hết, vẫn phải theo nghiệp đọa xuống. Những chuyện như vậy rất nhiều, rất nhiều.
Lúc bấy giờ phong trào tu thiền rất thịnh. Đại sư Vĩnh Minh cũng không có cách nào khuyên bảo số người này bỏ tu thiền để tu tịnh độ. Họ không bao giờ tiếp nhận, cho nên mới dạy cho họ có thiền, có tịnh độ. Tức là bạn tu thiền kiêm tu tịnh độ. Ngài thật là với tấm lòng vất vả vì chúng sanh. Nếu công phu bên thiền không đắc lực thì bên tịnh được độ. Khi chúng ta nghe những lời của đại sư nói, muôn ngàn chớ nên làm theo thiền tịnh song tu, đó thì là sai. Bạn nên biết dụng ý của Ngài dạy thiền tịnh song tu là bởi họ không chịu bỏ tu thiền, không chịu hồi đầu, là đối với họ giảng về thiền tịnh song tu là dạy cho họ, mà không phải là chuyên tu tịnh độ. Những người chuyên tu tịnh độ thì thù thắng hơn, gọi là không thiền có tịnh độ. Vạn tu vạn người đi. Cho nên khi đọc đến những văn tự của cổ nhân thì phải hiểu được lời của họ nói. Viết ra những văn tự này là đối với hạng người nào, dụng ý ở tại đâu, nhất định phải nắm cho rõ ràng, phải nắm cho minh bạch thì chúng ta mới được thọ dụng. Nếu bạn đã nhìn sai, nghe sai, không nên trách họ, họ không có sai, đó là do lỗi của chính chúng ta. Lại huống chi là Đức Thế Tôn tại trong Kinh Đại Tập đã nói một điều tổng nguyên tắc cho chúng ta, đó là thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu, thời kỳ tượng pháp thiền định thành tựu, thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tựu. Ngày nay chúng ta là đang trong thời kỳ mạt pháp. Y theo sự ghi chép của cổ nhân Trung Quốc, Đại sư Ấn Quang và Lão Hòa Thượng Hư Vân đời Cảnh Đại cũng chọn dùng sự ghi chép của thời cổ Trung Quốc. Thích Ca Mâu Ni Phật nhập diệt tính cho đến nay là 3020 mấy năm. Hay nói cách khác, chánh pháp 1000 năm, tượng pháp 1000 năm, mạt pháp đã trải qua 1000 năm. Bây giờ là mạt pháp bắt đầu 1000 năm thứ 2. Thời mạt pháp có 10000 năm. Hay nói cách khác, mạt pháp về sau hãy còn 9000 năm. Rất có nhiều người nói là Ngài thế giới tận thế. Trong Phật Pháp không nói thế giới tận thế, Phật Pháp là nói mạt pháp. Thời mạt pháp, pháp vận vẫn y nguyên là có lên có xuống, từ cao trào đến thối rào. Nhưng khi đến cao trào cũng rất khó sánh với thời chánh pháp và tượng pháp. Nhưng tịnh độ tông vãng sanh rất thù thắng, có thể nói là vượt hơn cao trào của thời chánh pháp và tượng pháp. Chỉ có một pháp môn này,
Cái pháp môn này thù thắng không gì sánh bằng. Đặc biệt là trong những bộ kinh vãng sanh không thể nghĩ bằng, như kinh Di Đà Yếu Giải, những lời của Đại sư Vĩnh Minh nói là vô cùng cảm thán. Những bạn đồng học học Phật đã sơ xuất cái pháp môn Tịnh Tông này. Lại xem tiếp một đoạn: tu hành duy hữu niệm Phật, tối vi ẩn đường, tự hữu tính nguyện trì danh, tịnh nghiệp chi lực, hữu trượng Di Đà từ bi nguyện lực, sử dụng chi công quyết định bất hư. Phật cập thánh chúng hiện tiền ủy đạo, cố đắc vô điên đạo, tự tại vãng sanh giả. Những lời này câu câu đều là nói thật, câu câu đều là chân tướng sự thật. Hai chữ tu hành này ý nghĩa nhất định phải cho rõ ràng, tuyệt đối không thể mập mờ. Hành là hành vi, hành vi rất là nhiều. Đức Thế Tôn đem nó quy nạp thành ba đại loại. Khẩu thuộc nói năng là hành vi của khẩu nghiệp, thân thể thuộc tạo tác là hành vi của thân nghiệp, ý niệm của sanh diệt là hành vi của ý nghiệp. Hành vi có nhiều đi nữa cũng không ra ngoài ba đại loại này. Tại vì sao? Vì là năng tạo, hành vi của thân ngữ ý, tức là tạo tác. Nhưng trong tạo tác có thiện, có ác. Cho nên Phật chỉ dạy cho những người sơ học như chúng ta phải đoạn trừ những hành vi ác, phải học những hành vi thiện, gọi là đoạn ác tu thiện. Đây là Phật giáo sơ học. Sự tu học có được thành tựu nhất định rồi thì Phật chỉ dạy thêm cách tu, cách tu hành nâng lên một bậc. Nói thiện ác cũng phải là, cũng là nhiễm, cũng là nhiễm trước. Cho nên Phật nhất định sẽ dạy cho chúng ta phải đoạn nhiễm, chúng ta phải tu thanh tịnh. Thì cái cảnh giới này sẽ nâng cao. Xa lìa tất cả nhiễm ô. Nhiễm ô là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đoạn ác mà không chấp lấy cái tướng đoạn ác, tu thiện mà không chấp lấy cái tướng tu thiện, vĩnh viễn giữ cho thân tâm được thanh tịnh bình đẳng thì gọi là tịnh nghiệp.
thân tâm thanh tịnh, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Xin thưa với quý vị, khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì phẩm vị khác nhau. Những người đoạn ác tu thiện, niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì sanh vào Phạm Thánh Đồng Cư Độ. Nếu những người nào đoạn ác tu thiện mà không chấp tướng, thân tâm của họ thanh tịnh thì họ vãng sanh tịnh độ, được sanh vào Phương Tiện Hữu Dư Độ hoặc sanh vào Thật Báo Trang Nghiêm Độ, phẩm vị thì cao. Chúng ta tu tịnh độ đã có nhiều năm, lẽ ra cảnh giới của chúng ta phải hướng lên đề thăng, cho nên mấy năm gần đây chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh phải thuần tịnh thuần thiện. Khi làm được thuần tịnh thuần thiện thì vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là Thật Báo Trang Nghiêm Độ, không phải là Phương Tiện Hữu Dư Độ. Chúng ta từ trên cơ sở này mà nỗ lực tinh tấn không giải đãi. Cho nên Đại sư chỉ dạy cho chúng ta tu hành chỉ có niệm Phật là vững vàng nhất. Tu tịnh nghiệp như thế nào là dùng phương pháp niệm Phật. Cách tu như thế nào, tức là khi ý niệm vừa khởi lên thì liền niệm A-di-đà Phật. Bất luận là thiện niệm hay ác niệm, khi ý niệm vừa khởi lên thì liền niệm A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là thuần tịnh thuần thiện. Cách tu này rất vững vàng, đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng, thành tựu rất cao. Lý luận y cứ của pháp môn niệm Phật ở phần trước đã có trình bày cho quý vị rồi. Đức Thế Tôn tại trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có nói: tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Đây là lý luận y cứ của pháp môn niệm Phật. Chân tâm bản tánh của tất cả chúng sanh cùng với mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai không hai không khác, là đồng một chân tâm, là đồng một bản tánh. Chân tâm bản tánh là thuần thiện thuần tịnh. Tuyệt đối không có tơ hào bất thiện xen tạp, không có tơ hào bất tịnh xen tạp, nên gọi là thuần tịnh thuần thiện. Cho nên bạn vốn tự là Phật, tức là tâm này là Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Viên Giác có nói: tất cả chúng sanh vốn tự thành Phật, tức là từ cái góc độ này mà xem, mà nói. Tuy rằng hiện tại chúng ta đã mê không hề gì,
đam mê như thế nào, nhưng chân tâm bản tánh của chúng ta không có tơ hào thay đổi, trong các kinh Đại Thừa có nói về chân tâm bản tánh rất nhiều. Nó không có sanh diệt, không có đến đi, không một không khác. Cái gọi là không sanh không diệt, không đến không đi, không thường không đoạn, không một không khác, chẳng phải có chẳng phải không. Đây là đặc tính của nó. Và lại trong cái đặc tính này đã có đầy đủ linh minh giác tri. Đức Thế Tôn trong hội Lăng Nghiêm vì chúng ta nói kiến văn giác tri. Trong bản tánh có đầy đủ hư không pháp giới, sát độ chúng sanh là do duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, bao gồm cả hư không thế giới và tất cả chúng sanh. Tất cả những thứ này từ đâu mà có, là do tâm hiện thức biến. Cho nên lý thể của nó là tâm tánh. Tâm tánh có đủ linh tri. Do đây có thể biết hư không thế giới tất cả vạn vật đều có linh tri, hay nói cách khác đều có kiến văn giác tri, cũng tức là nói nó có thể thấy, có thể nghe, có cảm giác, có thể biết. Không những là động vật có, thực vật cũng có, khoáng vật cũng có, hư không cũng có. Thật là không thể nghĩ bàn. Ở Nhật Bản, tiến sĩ Giang Bản Thắng những năm gần đây ông ta dùng phương pháp khoa học để thí nghiệm, để quan sát nước, phát hiện nước cũng có kiến văn giác tri. Lại mở rộng thêm, họ còn quan sát rất nhiều thực vật, phát hiện thực vật cũng có kiến văn giác tri. Nhưng những đồ dùng sinh hoạt hàng ngày và các thực phẩm họ cũng phát hiện nó cũng có kiến văn giác tri, như là cơm, bánh bao, chuối và táo. Họ cũng đã làm thí nghiệm chứng minh những thực phẩm này thật sự cũng có kiến văn giác tri. Kiến văn giác tri là pháp tánh. Từ đâu mà có, là pháp nhĩ như thị, tức là nó vốn là tự có như vậy. Cho nên nếu thâm nhập mà quan sát thêm, thí nghiệm thêm, thì các đất gạch đá cũng có kiến văn giác tri. Còn như hư không có lẽ rất khó quan sát được, nhưng hư không cũng có kiến văn giác tri. Không có một pháp nào mà không có kiến văn giác tri. Cho nên đó là trong kinh Đại Thừa đã nói, nếu bạn có thể tin sâu không nghi hoặc, mà nhà khoa học đã phát hiện những sự kiện này, đối với bạn mà nói thì không có một tí cảm thấy kỳ lạ. Bạn sẽ cảm thấy đó là rất bình thường. Trong kinh Phật cũng nói như vậy,
quý vị dùng phương pháp khoa học đã chứng thực nó vốn là tự có như vậy, một tí cũng không kỳ lạ. Chúng ta phải biết rõ cái đạo lý này thì bạn hiểu được tịnh độ và huế độ như thế nào. Tịnh huế là bất nhị, tâm của con người thiện thì sự kết tinh của tất cả vạn vật đều là thiện. Tâm của con người bất thiện thì sự kết tinh của tất cả vạn vật đều là bất thiện. Phật tại trong kinh không phải thường nói như vậy hay sao? Là cảnh tùy tâm chuyển. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật có nói, nếu có thể chuyển vật thì đồng với Như Lai. Cho nên tất cả vạn vật là tùy cái tâm của chúng ta mà chuyển. Tâm của chúng ta thiện thì không có một pháp nào mà không thiện, hoàn toàn là thiện. Nếu tâm của chúng ta bất thiện thì tất cả pháp đều bất thiện. Huế độ từ đâu mà có? Tai nạn từ đâu mà có? Là tự ý niệm bất thiện, là do nghĩ bất thiện chiêu cảm. Đó là sự việc như vậy. Chúng ta muốn xoay chuyển cái thế giới này cũng không khó. Tất cả chúng sanh đang sống trên cái thế giới này, chỉ cần thật sự mà có thể đoạn ác tu thiện thì tất cả thiên tai nhân họa trên thế giới này đều sẽ tiêu diệt không còn nữa. Cho nên phải từ chỗ nào chuyển? Phải từ trong tâm địa chuyển mới được. Bao nhiêu năm nay trên thế giới này bàn chuyện bảo vệ hoàn cảnh, tôi cũng đã nói rất nhiều lần. Muốn bảo vệ hoàn cảnh thì phải bắt đầu từ chỗ nào làm? Phải bắt đầu từ tâm địa. Tâm tịnh thì hoàn cảnh của chúng ta thanh tịnh. Tâm thiện thì hoàn cảnh của chúng ta thiện. Tâm của chúng ta nếu ý niệm không sửa đổi thì hoàn cảnh không cách nào thay đổi được, cũng không có hiệu quả. Lời của Phật dạy rất đúng, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Giảng được rất rõ ràng, giảng được rất minh bạch. Vì sao bạn không hiểu? Vì bạn không chịu thực hành. Thật tại mà nói, điều này là quan trọng hơn hết, tuyệt đối không thể sơ suất. Cho nên chúng ta cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tây Phương Cực Lạc thế giới là do tịnh nghiệp của mình thành tựu, sở cảm được. Nếu tâm của chúng ta không thanh tịnh, hạnh của chúng ta không thanh tịnh thì không thể sanh về tịnh độ. Cho nên niệm Phật, niệm một câu Phật hiệu này tức là tịnh tâm, tịnh ý, tịnh hạnh. Thân ngữ ý đều thanh tịnh thì chúng ta đã thành tựu sanh tịnh độ. Nếu miệng niệm Di Đà trong tâm không thanh tịnh, khởi tâm động niệm vẫn còn tham sân si mạng. Vẫn còn phiền não tạp khí, niệm Phật như vậy không thể vãng sanh. Cổ nhân có nói, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, hát hét bể cổ họng cũng uổng công. Tại vì sao? Vì thân ngữ ý của bạn không thanh tịnh.
cho nên không thể thành tựu. Bạn học Phật, cái gì cũng học không được. Trong cuộc sống hàng ngày vẫn còn cái tánh quá vội vàng, khi gặp chuyện gì không biết xử lý ra sao thì nổi dậy phiền não, không có trí huệ phán đoán, không sanh trí huệ chỉ sanh phiền não. Học Phật như vậy thì khó. Học Phật không thể thành tựu, chắc chắn vẫn là theo nghiệp lực lưu chuyển. Bạn muốn hỏi rốt cuộc là nguyên nhân gì? Vì thiện căn phước đức nhân duyên của mỗi một người khác nhau. Theo trong kinh nghiệm của chúng tôi mà nói, vì bạn nghe kinh quá ít, cho nên bạn không giác ngộ, vẫn là do phiền não tập khí làm chủ. Cho nên chúng ta phải thường nghĩ đến Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế. Vì sao mỗi ngày phải giảng kinh? Trong suốt 49 năm không có một ngày gián đoạn qua. Vì sao mỗi ngày phải giảng kinh? Đây chính là lòng từ bi của Ngài, giúp cho bạn giác ngộ, giúp cho bạn hồi đầu. Từ chỗ nào hồi đầu? Từ phiền não tạp khí của bạn hồi đầu trở lại, không còn theo phiền não tạp khí nữa. Phải y theo lời văn dạy của Phật Bồ Tát. Kinh điển là lời văn dạy của Phật Bồ Tát. Lời văn dạy của Phật Bồ Tát là đức tánh của chúng ta. Thuận theo lời răn dạy của Phật Bồ Tát là thuận theo tánh đức của mình. Nếu không thuận theo tánh đức thì bạn chắc chắn là thuận theo phiền não. Tánh đức là gì? Tánh đức là bản thiện, là nhân chi sơ tánh bản thiện. Tánh đức là pháp tánh, tánh đức là Phật tánh. Phật tánh là thuần tịnh thuần thiện. Đó là chân học Phật. Học Phật rồi thật sự có thể ứng dụng. Nếu không biết học, thật tại mà nói, kể cả ngoài gia cũng học không được. Từ chỗ nào mà thấy? Là khi họ khởi tâm động niệm, nói năng tạo tác, họ vẫn còn thuận theo tập khí phiền não của họ. Đích thật là một tơ hào Phật Pháp họ cũng không thọ dụng được. Là bởi nguyên nhân gì? Trong kinh Địa Tạng có nói là bởi tánh tình cứng cỏi khó giáo hóa. Cái tánh quá cứng cỏi, quá tự phụ, cứ nghĩ rằng tự mình có đạo lý. Những lời của Phật Bồ Tát dạy ta rất khó tiếp nhận. Đó là tập khí quá nặng, sửa đổi không được. Cứ như vậy thì đương nhiên theo nghiệp lưu chuyển. Cho nên tự mình phải thường phản tỉnh, luôn luôn kiểm điểm, phải tìm ra những khuyết điểm của mình. Tự mình phải có khả năng phát hiện những khuyết điểm của mình. Tại trong Phật Pháp gọi là khai ngộ, đã giác ngộ. Ngộ rồi thì khởi tu. Khởi tu là sau khi đã ngộ, bạn phải sửa đổi tạp khí khuyết điểm của mình, thì gọi là chân tu hành. Ngày nay chúng ta tu tịnh độ, tâm của chúng ta không thanh tịnh, ý niệm không thanh tịnh, hành vi không thanh tịnh,
Đây là cùng với tịnh độ hoàn toàn không tương ứng. Cho nên phải biết tính nguyện trì danh tu tịnh nghiệp, tự mình thật sự chịu tu tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp tức là tịnh, thiện biểu hiện ra ngoài là thiện, là thuần tịnh thuần thiện. Đây là tự lực. Pháp môn tịnh độ gọi là pháp môn nhị lực, tức là tự lực và tha lực. Tha lực là A-di-đà Phật, hữu trượng Di-đà bi nguyện lực, tức là nương nhờ tha lực. Trượng là nương nhờ. Làm thế nào mới có thể nương nhờ nguyện lực của A-di-đà Phật? Là dùng tịnh nghiệp của chúng ta cảm thành nguyện lực của A-di-đà Phật. Tịnh nghiệp chúng ta là năng cảm, nguyện lực từ bi của A-di-đà Phật là năng ứng, gọi là cảm ứng đạo giao. Tất cả chúng sanh là do nghiệp lực cảm được thập ác. Cho nên phải tỉ mỉ mà quan sát thân, khẩu, ý. Nếu không rời thập ác, thì cái sự việc này rất phiền phức. Thập ác cảm được cái gì? Là khổ báo nơi tam đồ. Thập thiện thì cảm được lạc báo, phước báo của tam thiện đạo. Trong lục đạo nhưng không ra khỏi lục đạo luân hồi. Cho nên tu tịnh nghiệp rất là quan trọng. Trong tâm có A-di-đà Phật, miệng thì niệm A-di-đà Phật, thân thể tạo tác tất cả không rời A-di-đà Phật. Sao gọi là thân thể tạo tác không rời A-di-đà Phật? Nghĩa là những lời dạy bảo của trong kinh Vô Lượng Thọ và Quán Kinh, chúng ta đều có thể làm được biểu hiện nơi hành vi của chúng ta. Chúng ta chẳng có rời khỏi A-di-đà Phật. A-di-đà Phật dạy cho chúng ta làm như thế nào thì chúng ta làm như thế đó. Dạy cho chúng ta những điều nào không nên làm thì chúng ta tuyệt đối không làm. Vậy thì đúng rồi. Niệm niệm cảm ứng đạo giao như thế thì gọi là nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật. Niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Sở dụng chi công, công là công phu, quyết định bất hư. Tức là đến lúc lâm chung, thọ mạng đã hết thì Phật hiện đến. Phật gặp thánh chúng hiện tiền ủy đạo. Ủy là an ủi. Phật đến an ủi bạn, Phật đến dẫn đạo bạn, tức là Phật đến tiếp dẫn bạn. Cho nên bạn sẽ không điên đảo, trong tâm bạn sẽ không loạn. Nhất tâm không loạn, tâm không điên đảo, tự tại vãng sanh. Kế tiếp một đoạn là Đại sư Ngẫu Ích cực lực tán thán đối với các pháp môn này. Pháp môn thâm diệu,
Thâm là nói nghĩa lý sâu xa, chúng ta không có cách nào lý giải. Diệu là sự diệu, tướng diệu, tức là phương pháp khéo léo phá hết tất cả lý luận, chặt hết tất cả ý kiến. Hai câu này nói thật là rất đúng. Đại sư Ngẫu Ích nêu ra những điều khó mà nói được. Nếu không phải nhập vào cảnh giới này thì nói không ra hai câu này. Thật là không thể nghĩ bàn. Phá hết tất cả lý luận, cái gì gọi là lý luận? Nói cho quý vị biết, lý luận tức là tất cả chư Phật giảng kinh thuyết pháp. Nếu cùng với pháp môn niệm Phật mà so sánh, đều gọi là lý luận. Không thể sánh bằng với pháp môn niệm Phật. Tám vạn bốn ngàn pháp môn không dễ tu. Rất khó học tập, giả lại phải mất thời gian rất dài. Cái pháp môn này thật là nhanh chóng, một đời thì thành tựu, cho nên rất vững vàng, đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng. Xem những pháp môn khác đương nhiên là hí luận. Hí luận là chỉ cho Phật pháp, tức là pháp xuất thế gian. Ý kiến là chỉ cho pháp thế gian. Cho nên hai câu này là siêu việt tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Tất cả pháp thế gian và xuất thế gian không thể sánh bằng với pháp môn thâm diệu này. Duy Mã Minh Long Thọ Chí Giả Vĩnh Minh Chi Lưu Triệt Để Đảm Hà Đắc Khứ. Những hạng người nào mới tin tưởng cái pháp môn này? Những hạng người nào mới hết lòng hết dạ tu học cái pháp môn này? Đại sư Ngẫu Ích ở đây có nêu ra mấy vị tổ sư như Mã Minh Bồ Tát, Long Thọ Bồ Tát là người Ấn Độ. Nêu ra hai vị tổ sư đại đức của cổ Ấn Độ. Ngài cũng nêu ra hai vị lịch đại tổ sư người Trung Quốc, đó là Đại sư Trí Giả, Đại sư Vĩnh Minh Duyên Thọ. Ngài Trí Giả và Vĩnh Minh đều ở Triết Giang. Đại sư Trí Giả ở núi Thiên Thai. Đại sư Vĩnh Minh Duyên Thọ ở Hàng Châu. Ngài là tổ sư đời thứ sáu của Tịnh Độ Tông chúng ta. Chỉ có những vị như các ngài, các ngài thật sự là
đã chứng được quả vị của Bồ Tát, không phải là hạng Bồ Tát thông thường. Các ngài là Pháp Thân Bồ Tát, đều là đã chứng được quả vị của Pháp Thân Bồ Tát. Vả lại, chúng ta cũng biết ngài Trí Giả là Thích Ca Mâu Ni Phật tái lai, là Ứng Hóa tái lai. Ngài Vĩnh Minh là A Di Đà Phật Ứng Hóa tái lai. Là cổ Phật tái lai. Các ngài mới triệt để đảm hà đắc khứ. Đảm hà tức là hoàn toàn tiếp nhận, một tơ hào nghi hoặc cũng không có. Các ngài y giáo phụng hành. Kỳ dư thế trí biện thông. Đây là nói đến những người thế gian rất có trí huệ, rất là thông minh, rất có biện tài. Kế tiếp là nêu ra vài thí dụ. Thông nho thiền khách. Nhà nho. Thông đạt. Kinh luận. Chư tử bá gia gọi là thông nho. Người thông thường chúng ta gọi là đại nho. Còn thiền khách tức là chư tổ sư đại đức trong thiền tông. Tận tư lượng độ, vũ suy vũ viễn, tức là nếu họ muốn suy xét, nghiên cứu thảo luận những kinh điển của Pháp môn Tịnh Tông, họ càng nghiên cứu cái pháp môn thâm diệu này ngược lại càng xa vời. Tại vì sao? Vì pháp môn này là pháp môn không thể nghĩ bàn, tuyệt đối không thể suy tưởng, suy xét, nghiên cứu mà có thể hiểu được. Tuyệt đối không thể dùng ngôn ngữ thảo luận mà có thể nói được, nói rõ được. Tại vì sao? Vì pháp môn này là cảnh giới của Phật, là cảnh giới của trên quả địa Như Lai. Trong kinh Phật có nói rất rõ ràng, cảnh giới này là chỉ có Phật cùng với Phật mới có thể thấu tột. Còn như đẳng giác Bồ Tát đối với pháp môn này, trong kinh cũng có nói tỷ dụ giống như cách lụa nhìn trăng. Bậc đẳng giác Bồ Tát còn là như vậy, huống chi là hạng phàm phu. Bốn chữ thông nho thiền khách là chỉ cho những người chưa kiến tánh. Cho dù đã kiến tánh, kiến tánh cũng có phẩm vị không đồng. Trong minh tâm kiến tánh có 41 ngôi địa vị, gọi là tam hiền thập thánh.
đạt đến thập thánh thì không còn vấn đề nữa. Nếu là còn ở địa vị tam hiền thì không được. Vì sao thập thánh không còn vấn đề? Chúng tôi đọc trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, địa thượng Bồ Tát từ sơ địa đến thập nhất địa, trong kinh bảo với chúng ta rằng địa thượng Bồ Tát thủy chung không rời niệm Phật. Thủy là địa thượng Bồ Tát, tức là bắt đầu từ sơ địa, chung là đẳng giác. Tất cả gồm có 11 ngôi địa vị, từ thủy đến chung, tức là từ sơ địa đến đẳng giác, các ngài đều là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cho nên thập thánh không có vấn đề. Ngài Mã Minh và Long Thọ đều là địa thượng Bồ Tát. Những người nào đã minh tâm kiến tánh, nếu còn ở địa vị tam hiền, họ không hẳn là niệm Phật. Nếu họ đã đăng địa thì nhất định là niệm Phật. Đây là trong Đại Kinh có nói, thập địa Bồ Tát thủy chung không rời niệm Phật. Pháp môn này không thể nghĩ bàn. Hữu bất nhược, ngu phu ngu phụ, lão thật niệm Phật giả, vi năng tìm thông Phật trí, ám hộp đạo diệu giả. Đây là thật đấy. Người thông thường chúng ta sánh không bằng những ông già bà lão ở trong nông thôn. Chúng ta sánh không bằng họ. Tuy họ cái gì cũng không biết, họ cũng không muốn biết. Bạn dạy họ lão thật niệm Phật thì họ lão thật niệm Phật. Bạn dạy họ đoạn ác tu thiện thì họ rất thành thật đoạn ác tu thiện. Họ thật sự đã thành công. Cách phương pháp tu hành của họ là ngầm thông Phật trí, thầm họp đạo diệu. Tuy họ chưa học qua, nhưng tâm hạnh của họ cùng với pháp môn thâm diệu này lại rất ngầm khế hợp, cho nên họ có thể thành tựu. Sự thành tựu của họ phẩm vị cao thấp cũng không thể nghĩ bàn. Chúng ta cũng không có cách nào suy lường được. Những người như vậy cũng không phải là người tầm thường. Trong đời quá khứ họ đã trồng thiện căn sâu dày. Sau cùng là lời tổng kết: ngã kiến thị lợi, cố thiết thử ngôn. Ngã là Thích Ca Mâu Ni Phật tự xưng. Thích Ca Mâu Ni Phật thấy được sự lợi ích này nên nói ra cho chúng ta biết. Đại sư Ngẫu Ích nói: phân minh dĩ Phật nhãn Phật âm, ấn định thử sự, khởi cảm vi kháng, bất thiện thuận nhập giả tai. Nghĩa là nếu bạn là chân chánh đệ tử của Phật, bạn phải hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của câu kinh văn này. Tại vì sao? Vì mắt Phật đã thấy, miệng Phật đã nói. Đối với chuyện A Di Đà Phật tiếp dẫn vãng sanh, Phật đã khẳng định ấn chứng cho chúng ta. Nếu chúng ta làm trái nghịch, không tuân theo lời dạy của Phật, tức là bạn không thuận theo ý của Phật, không thuận theo lời răn dạy của Phật, thì bạn không phải là đệ tử của Phật. Có lẽ nào đệ tử của Phật mà không thuận theo lời dạy của Thầy hay không?
Thuận theo lời dạy của Phật Bồ Tát thì bạn chắc chắn được thành tựu. Nếu không thuận theo thì không có cách nào. Như vậy thì bạn vẫn còn trong luân hồi trường kiếp. Một đoạn lớn này chúng tôi xin giảng đến đây.